Làm thế nào để cho chúng ta có một làn da căng mọng và giảm thiểu tối đa cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt mình? Làn da của chúng ta được săn chắc này hay là căng mọng thì là do hồi trẻ cái cấu trúc của chúng ta sẽ được đan xen bởi những cái thành phần chính này, đó chính là elastin, collagen và hyaluronic acid, hay còn gọi là HA. Và hyaluronic acid cũng chính là một trong những cái thành phần để giúp giữ nước, giúp cho da của chúng ta căng mọng hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đi từng thành phần nhé. Thứ nhất đó chính là collagen. Thì rất là nhiều người biết đến về collagen, ví dụ như là ở dạng thoa này, dạng bôi này, hay là dạng uống. Và rất là nhiều chị em cũng đã mua những cái dạng collagen này về để sử dụng. Collagen nó sẽ chiếm 70% cấu trúc của da, và ở mỗi chúng ta thì ai cũng sẽ có một cái lượng collagen khác nhau. Và nếu mà mọi người có thể dễ dàng hiểu ấy, thì collagen nó như là một cái mạng lưới đan xen vào nhau, và để làm cho da của chúng ta có thể săn chắc hơn và hạn chế được những cái nếp nhăn hình thành. Và đây nó y như là một cái sợi dây thừng, và người ta hay gọi những cái sợi liên kết chéo để níu chặt da của chúng ta, để căng hơn và săn hơn. Và khi mà mọi người trẻ thì sẽ thấy là da của chúng ta rất là ít nếp nhăn. Thì khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen nó sẽ dần mất đi và da sẽ bắt đầu lão hóa. Và đặc biệt đó chính là ở độ tuổi ngoài 25 tuổi thì mọi người sẽ thấy là da của chúng ta sẽ dễ bị trùng này hay là sệ hơn. Và ở cái giai đoạn này thì mỗi năm nó sẽ mất đi là 1% collagen. Và đây cũng chính là những lúc mà chúng ta cần phải dưỡng da này, hay là có cung cấp những cái thực phẩm mà để bổ sung collagen tốt hơn. Và nếu chúng ta không bảo vệ da tốt này, hay là không cung cấp những cái dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì có thể là collagen nó sẽ bị đứt gãy nhiều hơn do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời này, các gốc tự do này. Vậy thì cái cách để mà chúng ta có thể làm chậm lại cái quá trình lão hóa và hạn chế được cái sự đứt gãy của collagen bằng phương pháp đó chính là chúng ta có thể bổ sung collagen bằng đường uống này, hoặc là bằng đường ăn những cái thực phẩm mà chứa các thành phần có thể là kích thích này, tái tạo, sản sinh collagen tự thân. Những cái thực phẩm mà để bổ sung collagen đó chính là cà rốt này, bơ này, những cái loại trái cây có múi này, hoặc là những cái loại rau mà có màu xanh đậm như là súp lơ này, hoặc là cải bông. Và ngoài ra thì mọi người có thể là bổ sung những loại thực phẩm có chứa omega 3. Những cái thực phẩm mà có chứa omega 3 đó chính là những cái loại hạt, ví dụ như là hạt óc chó này, hoặc là cá hồi, hoặc là hạt chia. Những cái loại thực phẩm này thì mọi người hoàn toàn là có thể tìm kiếm rất là dễ ở xung quanh mình. Về bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể bổ sung collagen bằng cách đó chính là bổ sung nhiều vitamin C. Vì vitamin C thì nó sẽ kích thích cái quá trình hình thành collagen dưới da. Vậy thì vitamin C mọi người có thể bổ sung bằng cái cách nào? Ngoài cái cách là chúng ta có những cái sản phẩm dưỡng da đó như là thoa này, bôi này, thì chúng ta tốt nhất là nên bổ sung cho cơ thể những cái thực phẩm mà có chứa nhiều vitamin C, hoặc là các bạn có thể bổ sung bằng các loại viên uống chứa vitamin C. Thì cái việc này nó cũng sẽ kích thích này, tái tạo collagen tự thân. Tiếp đến nhá, thành phần thứ hai trong việc là có một làn da săn chắc này đó chính là elastin. Và chúng ta thì ví collagen như là một cái sợi dây chằng để nó làm cho da săn chắc hơn, thì elastin như là những cái sợi dây cao su, và nó có thể đan xen vào collagen để giữ cho da được đàn hồi. Và hai cái thành phần này nó sẽ là thành phần chính để làm cho da của chúng ta được săn chắc. Và mọi người thấy đấy, khi mà trẻ thì chúng ta sẽ thấy là nếp nhăn ở trên gương mặt gần như là không có. Và khi mà chúng ta thiếu một trong hai cái thành phần này thì nó sẽ tạo nên những cái nếp nhăn và những cái nếp hằn sâu ở dưới da, ví dụ như là vết chân chim này. Và elastin sẽ tạo ra một cái mạng lưới đa chiều để có thể là níu giữ collagen một cách hiệu quả nhất. Và chính vì vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ còn phải bổ sung thật là nhiều collagen và elastin còn thiếu. Vậy thì cái thành phần cuối cùng đó chính là thành phần hyaluronic. Thì chúng ta thì cái sự quan trọng của thành phần này như thế nào? Khi mà thiếu hyaluronic thì nó cũng sẽ làm cho da của chúng ta xuất hiện những cái nếp nhăn. Vậy những cái thực phẩm nào có thể bổ sung elastin hay là giúp tăng cường cái hyaluronic trong da của chúng ta? Các loại trái cây mà chúng ta có thể bổ sung đó chính là các loại có chứa rất là nhiều vitamin C như là ổi này, bưởi này, quýt này, hay là cam, những cái loại trái cây có múi, hay là có thể là cherry hay là việt quất. Và những cái loại quả này thì nó cũng chống oxy hóa rất là tốt và cũng tăng cường được cái sự sản sinh collagen ở trong cơ thể. Và hyaluronic thì được coi như là một cái chất mà dạng gel có trong da của mọi người. Nó sẽ bao bọc những cái sợi collagen và làm cho collagen ít bị thoái hóa, ít bị tổn thương hơn. Chính vì thế mà chúng ta thường bổ sung hyaluronic hay còn gọi là HA thường xuyên thì sẽ ngăn chặn được cái quá trình lão hóa, làm cho da của chúng ta luôn có cảm giác là căng mọng.
Mọi người biết đấy, những cái gọi là những phụ nữ ở Hàn Quốc thì làn da của họ lúc nào cũng trong tình trạng là căng mọng này, mướt mát, do họ bổ sung rất là nhiều hyaluronic. Vậy thì chúng ta có thể bổ sung hyaluronic bằng những cái con đường nào? Chúng ta có thể bôi này, uống này, hoặc là bằng chính những cái loại thực phẩm hàng ngày. Hyaluronic thì sẽ dần mất đi trong cái thời gian mà chúng ta từ 25 tuổi trở đi. Đây cũng là một cái giai đoạn mà đặc biệt là phụ nữ nhất lão hóa rất là nhanh. Khi mà cái hyaluronic nó suy giảm và kết hợp với da của chúng ta không được bảo vệ và sẽ ảnh hưởng bởi các tia UVA, tia UVB từ ánh nắng mặt trời, thì cái HA này nó cũng rất là dễ bị mất đi. Và cái thực phẩm mà Thu rất hay bổ sung để có thể là tăng cường cái khả năng giữ nước cho da, đó chính là đậu nành. Hay là hàng ngày chúng ta có thể ăn các loại đậu hũ, đậu tương. Và đậu nành thì có estrogen. Và estrogen ý, thì đó chính là cái thành phần chính để sản sinh ra hyaluronic acid. Và ngoài ăn các loại đậu thì mọi người còn có thể bổ sung như thế nào? Mọi người cũng có thể là uống sữa đậu nành này, mầm đậu nành này, hoặc là ăn đậu hũ nhiều thì nó cũng sẽ bổ sung hyaluronic. Và tiếp theo đó chính là rượu vang đỏ. Và theo một số nhà nghiên cứu ý, thì họ thấy là cái vỏ của quả nho nó có khả năng sản sinh ra hyaluronic acid. Và tiếp theo đó chính là chuối. Và mọi người cũng có thể ăn chuối hàng ngày, thì đây cũng là một cái thực phẩm sản sinh ra HA rất là tốt. Và trên đây chính là ba cái thành phần chính mà nó sẽ giúp cho mọi người có một làn da căng mọng. Và mọi người nhớ nhé, collagen, elastin và HA chính là ba anh chàng ngự lâm mà sẽ giúp cho da của mọi người luôn luôn săn chắc. Và Thu tin là trong video ngày hôm nay thì mọi người đã biết cách làm thế nào để chúng ta có thể tăng cường ba cái thành phần chính này trong da. Chúc mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ có được một làn da đẹp, và chúng ta sẽ đẩy lùi được lão hóa đi thật xa nhé.